Xin chào anh em, mình là Hợp. Và hôm nay mình trân trọng giới thiệu đến anh em đó là một chiếc hộp xoay cực kỳ đỉnh cao của thương hiệu Fraco. Đây là chiếc Fraco ZL120. Các bạn có thể thấy là từng chi tiết của chiếc ZL120 này đều toát lên cái vẻ sang trọng cực kỳ tuyệt vời. Đó. Chiếc này thì sẽ có đó là 12 xoay các bạn nhé. Các bạn có thể thấy đây, mình sẽ quay lại một chút cái vẻ đẹp của em nó cho anh em xem. Thương hiệu Fraco 12 xoay. Chiếc này thì đang được Fraco phân phối tại Việt Nam với cái mức giá là 49.990.000, tương đương khoảng 50 triệu. Vẫn rẻ hơn so với đối thủ là Power Design. Với Power Design thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 75 đến 80 triệu để mua chiếc này. Còn với Fraco thì các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 20 mấy cho đến 30 triệu. Bên mình đang có sẵn sản phẩm này và có cái mức giá chiết khấu đại lý rất là tốt cho anh em. Đó là 42.900. Đi kèm với chiếc hộp xoay này thì các bạn sẽ được tặng, đây là những cái phụ kiện đi kèm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ được tặng một cái khăn da bê, là khăn da khăn kiều để lau hộp xoay, và đây là của thương hiệu Fraco các bạn nhé. Đó, khăn sờ rất là đã luôn. Chúng ta sẽ có ở đây đó là cái hướng dẫn sử dụng hộp xoay đồng hồ cơ 12 xoay. Các bạn sẽ có đầy đủ là bật tắt led này, chọn ổ xoay, tốc độ xoay và các thứ ở đằng sau. Ngoài ra thì các bạn sẽ có trên chiếc này thì chúng ta sẽ có đó là một cái điều khiển để chúng ta có thể sử dụng. Và nhà sản xuất rất là tinh tế, và khi tặng kèm một cái 222 cục pin của chúng ta. Pin này thì là pin AAA các bạn nhé, pin Energizer luôn. Chúng ta sẽ có thêm một cái dây sạc này để các bạn có thể sạc được cái vân tay này khi mà nó hết pin đó. Và dĩ nhiên một cái thư cảm ơn chúc mừng của Fraco khi đã sở hữu sản phẩm của thương hiệu của họ. Mình sẽ cùng review qua chiếc này cho anh em xem. Đó, hiện tại thì nó còn kèm một cái adapter cắm điện nữa, và hiện tại thì mình đang cắm điện rồi, cho nên là anh em có thể thấy là mình không có trong cái phần giới thiệu này. Chúng ta sẽ cùng bật đèn lên, bật on off lên, và chúng ta sẽ thấy được cái phần on off thì chúng ta sẽ bật ở đằng sau các bạn nhé. Thì bây giờ thì Quân sẽ giúp mình bật cái đằng sau. Chúng ta sẽ đi qua một vài chi tiết về thiết kế. Nghe các bạn thấy là thiết kế của chiếc này là 12 xoay và nó sẽ được chia thành 4 tầng. Mỗi tầng có 3 ổ xoay. Và ở phía dưới thì chúng ta sẽ có đó là một cái bảng điều khiển và logo Fraco. Chiếc này thì thiết kế khác với dòng DX và nó được gọi là ZL120. Và chúng ta sẽ có một cái chân ở phía dưới để giúp cho cái hộp xoay của chúng ta cực kỳ vững chãi. Và bốn cái chân này của chúng ta được làm bằng kim loại. Đó, các bạn có thể thấy bốn cái chân bằng kim loại. Và nó bốn cái chân này thì đều được engrave rất là đẹp. Nói về cánh cửa thì cánh cửa này sử dụng đó là cửa kính. Và các bạn sẽ có cái phần viền được làm bằng gỗ. Khóa thì rất là ổn. Và các bạn có thể thấy bản lề của nó là được làm cái loại bản lề nhiều lớp. Cái bản lề này thì chúng ta sẽ rất là an tâm khi chúng ta sử dụng. Và một cái cánh cửa này thì nó có đến 3 cái bản lề. Cánh cửa của chúng ta thì sẽ không bao giờ có chuyện là bị sệ nữa. Đó. Điển hình qua chiếc Fraco này thì chúng ta hãy cùng xem qua cái thiết kế về gối. Với chiếc Fraco này thì gối của nó thì cũng có phần giữa được bọc ra. Các bạn thấy, và nó sẽ được bọc nổi rõ luôn cái phần này, là phần chúng ta đệm đồng hồ vào, và nó sẽ có thương hiệu Fraco. Hai phía bên thì chúng ta sẽ có hai cái tai để chúng ta có thể là lắp vào cái tròn kia, và dĩ nhiên nó sẽ vẫn có cơ chế là lò xo để có thể là căng cái dây của cái đồng hồ của chúng ta. Và các bạn thấy là cái gối ở trên dòng ZL120 này thì nó được thiết kế hoàn toàn khác so với cái dòng DX series mà các bạn đã thấy đó. Và các bạn để ý khi mà chúng ta gắn vào, chúng ta cũng sẽ có hai cái lỗ này. Nó sẽ vừa khít với cả hai cái lỗ này của chúng ta. Đó, khi các bạn gắn vào.
Đó. Và ở dưới này thì khi các bạn lâu các bạn không sử dụng thì cái ổ xoay này của chúng ta thì các bạn có thể thấy là nó sẽ tắt đèn. Đó, khi các bạn bật nó lên thì là 12 ổ sẽ xoay rất là đều. Và khác với dòng DX thì dòng này thì chúng ta đã có chế độ mà chỉnh cho tất cả. Như ở đây các bạn có thể thấy là đèn này. Đó, khi các bạn bật LED này này thì các bạn sẽ thấy là hai bên cửa tủ của chúng ta thì sẽ có những cái đèn LED. Rất là đã luôn. Và nó rất là sáng và thực sự rất là sang trọng. Đó, và khi chúng ta tiếp tục chỉnh ở đây thì các bạn có thể thấy là on off này. Và với cái dòng line này thì các bạn sẽ là chỉnh từng từng cái ổ xoay. Nếu các bạn để số 0 thì tức là các bạn sẽ chỉnh cho tất cả. Chúng ta sẽ chỉnh ở đây là cái đơn vị là bao nhiêu vòng. Max của tốc độ của chiếc này là 2200 vòng một ngày. Đó, với 2200 vòng một ngày thì nó sẽ chia cho 24 giờ thì nó sẽ khoảng 97 vòng một giờ các bạn nhé. Thì với đó là chúng ta đã đủ đầy đủ những cái để tích cót cho đồng hồ của chúng ta rồi. Cái này là chế độ xoay từ trái sang phải, từ phải sang trái và chế độ xoay đảo chiều. Còn cái này là chúng ta sẽ là on và off. Đó, các bạn có thể thấy rất là rõ ràng. Và khác với cái dòng DX series của chúng ta thì với cái dòng ZL120 này nó cao cấp hơn. Cho nên khi tất cả các cái ổ xoay nó ngừng xoay thì nó sẽ về đúng cái vị trí này các bạn nhé. Nó không giống dòng DX series của chúng ta là nó sẽ có cái xiên, có cái vẹo, nó sẽ lệch vị trí. Còn với dòng ZL120 cực kỳ đẳng cấp này thì nó sẽ là tất cả sẽ cùng về một vị trí luôn. Và các bạn lưu ý giúp mình là thiết kế sang trọng của nó thì còn thể hiện ở cái vòng ring này nữa. Vòng chaptering của chúng ta được làm với cái màu kim loại sáng, giúp cho từng cái ổ xoay của chúng ta nó sang trọng hơn rất là nhiều. Một điểm đặc biệt nữa trên dòng ZL120 này, nâng cấp so với dòng DX, đó là chúng ta đã có cái vân tay ở đây. Đó, và với cái vân tay ở bên này thì chúng ta sẽ sử dụng và chúng ta sẽ lưu được 5 dấu vân tay. Và các bạn có thể là xóa cũng như clear dấu vân tay được. Đó, ở phía trong này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái nút reset. Và khi các bạn ấn vào cái nút set này thì các bạn sẽ set được vân tay. Khi mà mới mua về chưa sử dụng thì dĩ nhiên là tất cả mọi vân tay thì nó sẽ chúng ta sẽ mở được cái hộp xoay này. Tuy nhiên sau khi chúng ta set vân tay của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là phải đúng vân tay thì nó mới nhận. Đó, các bạn có thể thấy ở đây khi mà mình ấn vân tay, ở xung quanh này nó sẽ có một cái đèn LED. Nếu như không đúng vân tay thì nó sẽ là đèn LED màu đỏ. Còn khi mà đúng vân tay thì nó sẽ đèn LED màu xanh như này. Và phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái ổ cổng để sạc. Và chúng ta sẽ được tặng kèm một cái, như các bạn thấy ở đây, chúng ta sẽ được tặng kèm một cái cáp để chúng ta có thể sạc cái này. Thì thông thường thì chúng ta nên sạc khoảng một tháng một lần thì nó sẽ là đầy đủ pin để chúng ta có thể sử dụng với chiếc này các bạn nhé. Đó. Nắp ngoài này của chúng ta thì là nắp cao su và nó có tính năng chống nước, cho nên khi các bạn cài vào thì các bạn sẽ cài đúng cái nấc là chúng ta sẽ vào đầy đủ luôn. Các bạn có thể thấy là đây là một trong những cái thiết kế cực kỳ đẹp của hộp xoay. Đó. Và chiếc này thì đang được bên mình bán sẵn với mức giá là 42.990.000 các bạn nhé. Và kèm chế độ bảo hành 3 năm chính hãng. Nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Fraco ZL120 này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.